Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 7 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng khá mạnh trở lại với tỷ lệ tăng là 0,51%, hiện tại đứng quanh vùng giá 1.924,8 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.915,18 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.925,82 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,34%, giao dịch ở mức 103 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 2,46%, giao dịch ở mức 31.190 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tiếp tục tăng với tỷ lệ tăng là 0,86%, hiện tại đứng ở mức 3,978% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 72,12 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng trở lại trong bối cảnh đồng bạc xanh giảm giá. Giữa lúc giới đầu tư đang chờ đợi một loạt số liệu kinh tế của Mỹ vốn có thể ảnh hưởng đến đường hướng lãi suất của Fed. Cụ thể, chỉ số đồng đô la Mỹ đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,3%, khiến cho vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Thị trường hướng sự chú ý đến các số liệu kinh tế sắp được công bố để tìm kiếm manh mối về đường hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Giới giao dịch hiện tại đang dự đoán xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 7 lên đến 91%. Lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Theo ông Quang Tâu, chuyên gia phân tích kỹ thuật của hãng tin Reuters nhận định giá vàng giao ngay có thể thử lại ngưỡng hỗ trợ 1.914 đô la Mỹ trên một ounce. Với khả năng cao, giá vàng sẽ giảm xuống vùng 1.903 cho đến 1.909 đô la Mỹ trên một ounce. Giới đầu tư cũng đang theo dõi những diễn biến mới xung quanh việc Trung Quốc ban hành các biện pháp hạn chế xuất khẩu các kim loại quan trọng trong sản xuất bán dẫn ngay trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Theo bà Jerome Rong, chiến lược gia thị trường của công ty LG nhận định căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng có thể đưa thị trường vào chế độ phòng thủ, từ đó thúc đẩy dòng tiền tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn trong ngắn hạn đến với vàng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn sắp mất ngưỡng 56 triệu đồng trên lượng bán ra. So với cách đây gần 2 tháng thì giá mặt hàng vàng nhận bộ số 9 tại công ty này đã bốc hơi 1,5 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng nhận bộ số 9 loại từ 1 cho đến 5 chỉ được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 55,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,05 triệu đồng trên một lượng. Giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên ngày hôm qua. Còn với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 55,05 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,15 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều so với đóng cửa ngày hôm qua. Còn so với mức đỉnh đạt được vào ngày 15 tháng 5, giá mặt hàng vàng nhận bộ số 9 của công ty này đã bay hơi 1,5 triệu đồng trên lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó thì giá nhẫn tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên hôm qua, và được mua vào mức 54,3 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 55,7 triệu đồng trên một lượng. Nhưng so với mức đỉnh đạt được vào ngày 15 tháng 5, giá mặt hàng vàng nhẫn của Doji đã mất tới 2,1 triệu đồng trên lượng chiều mua vào và 1,65 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Còn với mặt hàng vàng nhẫn của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG cũng đi xuống. Mặt hàng vàng nhẫn của công ty này mua vào mức 55,1 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,15 triệu đồng trên một lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều so với kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn so với mức đỉnh lập được vào ngày 15 tháng 5 thì giá mặt hàng vàng nhẫn tại đây cũng đã giảm 1,5 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và giảm 1,55 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra của mặt hàng vàng nhẫn hiện tại đang dao động trong khoảng từ 1 cho đến 1,4 triệu đồng trên một lượng. Trái ngược với xu hướng của mặt hàng vàng nhẫn thì giá mặt hàng vàng miếng SJC kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay quay đầu đi lên và chiếm lại vùng giá 6,7 triệu đồng trên lượng bán ra. Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc ngày hôm qua.
Còn đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng hiện tại quay đầu giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mua vào ở mức 23.530 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.900 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào ở mức 23.700 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.800 đồng trên một đô la Mỹ. Tăng 80 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và tăng 100 đồng trên một đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch tối nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000. Doji Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.646.000, bán ra 6.703.000, tăng 9.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.685.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.640.000, bán ra 6.680.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.590.000, bán ra 6.720.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì cũng được điều chỉnh tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. STC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.707.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.647.000, bán ra 6.710.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhận bục số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì được điều chỉnh giảm trong khoảng từ 42 đến 100.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 4.200 đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.505.000, bán ra 5.605.000. Bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.505.000, bán ra 5.615.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.495.000, bán ra 5.565.000, cùng giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.389,9 nghìn, bán ra 5.509,9 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.989,2 nghìn, bán ra 4.189,2 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.059,7 nghìn, bán ra 3.259,7 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.135,8 nghìn, bán ra 2.335,8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.